Thưa quý vị, tại nghị quyết số 24 về phát triển vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện thí điểm những mô hình, cơ chế, chính sách mới vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao, tạo đột phá nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của vùng và hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Chủ trương này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ logistics, giảm chi phí, đồng thời tạo động lực mới để phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ và quốc gia. Đối với việc thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đề xuất Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét cho phép tỉnh trình đề án về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ. Cảng Cái Mép là một trong 32 cảng container lớn nhất thế giới, tiếp nhận siêu tàu container trọng tải 250.000 tấn. Tại cụm cảng nước sâu và cũng là cảng cửa ngõ Cái Mép Thị Giải, nơi chiếm hơn 60% khối lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam, thì việc hình thành một khu thương mại tự do không chỉ là lợi thế của địa phương mà còn là lợi thế của vùng Đông Nam Bộ, rộng hơn là cho quốc gia. Nói một cách khác, sự ra đời của khu thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ tạo ra công cụ kinh tế hữu hiệu để Việt Nam cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khu thương mại tự do là mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam, chưa có luật điều chỉnh mô hình này, nên khi hình thành khu thương mại tự do cần có những quy định mới và có thể phải điều chỉnh các luật hiện hành như luật đầu tư, luật ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật về thuế, đặc biệt là hải quan. Sau một thời gian dài nghiên cứu, tổ chức nhiều đoàn công tác học hỏi kinh nghiệm xây dựng, quản lý, vận hành mô hình khu thương mại tự do tại các quốc gia phát triển. Mới đây, tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo đảng nhà nước do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét cho phép tỉnh trình đề án thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ. Ủng hộ đề xuất này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, đề nghị tỉnh khi lập đề án xin cơ chế đặc thù cần phải nêu ra các vấn đề cụ thể, rõ ràng để Trung ương xem xét quyết định. Quan điểm tôi thì từ khi phát triển thì chú cho phép là về nguyên tắc là để cho Bà Rịa Vũng Tàu được lập một cái đề án trình với cả cấp có thẩm quyền, trước mắt là trình chính phủ. Để sau đó thì nếu mà có những cái chính sách nó vượt trội thì phải báo cáo Bộ Chính trị, rồi quay trở lại thì báo cáo Quốc hội để xem xét cho những cái cơ chế thôi. Nhưng mà phải cụ thể nó là cái gì, trước mắt thì có lẽ để cho Bà Rịa Vũng Tàu còi to cho vượt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chủ trương xây dựng khu thương mại tự do tại Cái Mép Thị Giải đã có đầy đủ cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý. Với cơ sở chính trị là nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, còn cơ sở pháp lý thì hiến pháp đã quy định rõ. Quốc hội có thể ban hành các nghị quyết thí điểm một số chính sách theo đề nghị của chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại nếu xây dựng hẳn một nghị quyết hay luật về khu thương mại tự do là rất khó khăn. Do đó các địa phương quan tâm đến mô hình này nên có đề án riêng. Công chí báo cáo với chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư. Sau này khi mà đủ điều kiện rồi thì trình qua chỗ Ủy ban Pháp luật rồi bổ sung chương trình xây dựng pháp luật để chúng ta làm được thôi. Có lẽ là nên theo cái hướng là nghị quyết, có nghị quyết thí điểm riêng cho cái khu vực này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét lại về quy mô của khu thương mại tự do. Vì thực tế, kinh nghiệm từ Trung Quốc, quốc gia đang vận hành hiệu quả mô hình này cũng cho thấy toàn bộ Thượng Hải, chứ không phải là một phần của Thượng Hải, là một khu thương mại tự do. Do vậy, nếu chỉ riêng Cái Mép là khu thương mại tự do thì dường như không đủ. Ủng hộ tư duy chủ trương đột phá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần nghiên cứu, xem xét lại các cơ sở, quy định pháp luật khi lập đề án thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ.